không hề siêu lấy thì có trong khi biết lúc mình vừa tài mình vừa lúc trước thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật tại đây nhé. Tắt nhạc đi cho nó khô, nó nhíu đi, chán thật anh em nha. Trước tiên là chúng ta sẽ xem lướt qua đã anh em nhé, lướt qua. Tại vì là chơi game thì game nào nó cũng vậy anh em ạ, game nào nó cũng vậy thôi. Chúng ta mới tải về thì chúng ta phải xem cái mục nạp tiền nó cũng như nhau cả thôi nhá. Điểm danh nào 300 đồng. Cái gì thì chúng ta phải thử xem cả anh em nhá. Nó có cả mục chia sẻ lên Facebook này, nó có cả mục nó thưởng nạc này. Cái mục này mình cũng không rõ lắm đâu anh em ạ. Tại vì là mình cũng không biết là ví dụ như mà mình tuyển được cấp giới ấy, thì họ nạp bao nhiêu thì mình mới được tiền anh em ạ. Mình cũng không rõ lắm đâu. Nó cũng có cả cái mục mà gift code này anh em nhá. Nó có cả cái mục code nữa anh em ạ. Ok nhá. Và nó cũng có cả cái mục làm giàu anh em ạ. Cái mục này là cái mục mà chúng ta đi tuyển rep anh em nhá. Ơ, sao mày đã có một người cấp giới rồi ai đấy? Cấp giới làm gì? Xong mình vẫn tải về à? Vừa nãy là mình tải về, mình còn ném một cái link ở trên cái fanpage của mình, chắc là có ông nào tải. Ơ nhưng mà tải mà sao không chơi ấy nhỉ? Ông này buồn cười phết nhỉ. Nó tải về à, chắc là nó mới tải về, nó cũng chưa chơi đâu anh em ạ. Ok nhá, không sao anh em ạ. À cái này thì hoa hồng thì mình sẽ xem hướng dẫn xem là nó có giống nhau không. Hoa hồng thì nó cũng 30% anh em nhá. Nó cũng giống nhau cả thôi anh em ạ. Hoa hồng 30% thế này là cũng cao lắm rồi anh em nhá, cũng rất là cao rồi nhá. Anh em sẽ xem rất là rõ nhá, họ nói rằng nó nói rất là rõ rồi. Ví dụ người chơi MB dưới cấp của bạn thuế mỗi ngày là 200k nhá, thì bạn sẽ nhận được là 60k. Rồi thì trong 30 ngày thì nếu trung bình nó không giảm không tăng thì chúng ta sẽ nhận được 1.800.000 trong mấy tuần trong 30 ngày. 200k mấy ngày. Cái này mình cũng không biết chia đâu anh em ạ, tại vì nó rất là khó anh em nhá. Kể cả con game nào thì về hoa hồng thì mình cũng đã đọc đi đọc lại rất là nhiều lần rồi. Và mình cảm thấy là chỉ có những dòng kia này họ nói rõ hơn anh em nhá. Anh em sẽ xem ở cái ví dụ này. Anh em nhá. Ôi giời, lại kéo được lem rồi. Họ nói là ví dụ B thuộc cấp 1 của bạn thuế là 1.000. 10.000 nhá. Thì B1 thuộc cấp rồi của B2 là thuế 2.000. Ờ đúng rồi anh em nhá. Thì nó cũng giống như ở trên này thôi anh em ạ. Thì cái này thì mình cũng không rõ là nếu mà những cấp giới của mình chơi không điều thì nó có ăn được tiền không anh em ạ. Mình cũng không rõ cái này đâu. Ok nhá, mình sẽ xem cái nhiệm vụ xem nào. Chúng ta phải kiểm tra xong thì chúng ta mới nạp tiền vào để chơi anh em nhá. Rồi. Nó cũng bình thường cả anh em ạ, nó cũng không sao đâu anh em nhá. Mình cảm thấy là nó cũng không sao cả đâu anh em ạ, nó cũng vẫn rất là bình thường anh em nhá. Ok anh em ơi. Rồi nhá. Xem nào. Cược bao nhiêu là được 55 củ nhỉ? Cao phết đấy nhỉ. Ok nhá. Và thứ cuối cùng là mình sẽ xem cái mục nạp tiền anh em ạ. Ok, nạp thẻ cào này có 3 cổng này. Nạp Momo có nhiều cổng. mình lưu ý cho anh em một điều như này. Những dòng game mà nó có cổng nạp rất là nhiều thế này là những dòng game này nó uy tín hơn anh em nhá. Mình đã từng chơi rất là nhiều game, mình biết rồi. Nếu như tựa game mà ví dụ như mà chúng ta mở Momo này chỉ có đúng một cổng nạp, Zalo Pay cũng đúng một cổng nạp, Viettel Pay cũng đúng một cổng nạp, thì mình cảm thấy là những dòng game đó mình cũng không uy tín cho lắm đâu anh em ạ. Tại vì là chắc chắn rằng là những dòng game đó thì không kiểu như mà những nhân viên mà họ thuê về làm việc cho họ thì rất là ít anh em nhá, rất là ít, cho nên là nó sẽ không được uy tín cho lắm anh em ạ. Ok nhá. Nhưng mà cũng không hẳn là nó bịt đâu, không hẳn nó bịt đâu. Nhưng mà nếu mà anh em chơi số tiền mà nó lớn, ví dụ như mà anh em nạp tần 50 củ trở lên thì mình cảm thấy là nó sẽ không được ok cho lắm đâu nhá. Nhưng mà nếu anh em chơi nhỏ từ 20-30k thì chắc chắn là game nào nó cũng thế cả, ok cả nhá. Rồi. In banking nào. Nó có rất là nhiều cổng nạp thế này là nó báo có dấu hiệu rằng là nó sẽ ok rồi anh em nhá. Mình sẽ nạp cổng nạp ít nhất là 20k. Mình sẽ nạp 20k vào anh em nhá. À không phải đâu. Ít nhất là mình phải nạp 50k vào anh em nhá. Mình sẽ nạp 50k vào anh em ạ. Ít nhất là mình phải nạp 30k nhá, để chúng ta vừa có tiền và chúng ta vừa có tiền nhá anh em nhá. Rồi, mình sẽ nạp vào anh em ạ. Ok anh em nhá, mình sẽ tạm dừng cái video tại vì mình sẽ không cho cái mật khẩu Zalo Pay của mình cho anh em xem đâu nhá. Xin lỗi nhá. Ok anh em nhá. Rồi tiền đã vào anh em ạ. Tiền đã vào rồi nhá. Rồi. Thì trong giờ đấy mình có nạp tiền thì mình bị lỗi anh em ạ. Cho nên là mình đã quay lại anh em nhá. Ok anh em ạ. Rồi thì anh em xem nhá.
À, mình nạp hai cổng Zalo Pay thì nó bị lỗi anh em ạ. Đấy, nó bị lỗi cho nên là mình mới nạp cổng Momo anh em nhé. Nạp cổng Momo anh em ạ. Ok. Rồi, anh em lưu ý rằng là những game mà nó mới ra mắt ấy thì chúng ta đừng đừng có mà nạp nhiều nhá. Chúng ta phải nạp nhỏ 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 thôi. Anh em có bao nhiêu thì nạp bao nhiêu cũng được. Nhưng mà mình khuyên rằng anh em nên nạp khoản tiền mà từ trong vòng từ 30k đếm từ 500k trở xuống thôi nhá. Đừng có mà nạp quá số tiền này anh em nhá. Tại vì nó mới ra mắt anh em ạ, mình sẽ nhận biết cần lúc nhé. Ok. Nhờ mới ra mắt cho nên là làm cái gì thì chúng ta vẫn phải từ từ anh em nhé. Không phải vội vàng cái gì đâu cả anh em nhé. Rồi, mình sẽ tải game anh em ơi. Mình sẽ tải game rồi bắt đầu vào để xem là cái cầu nó có đẹp không anh em nhé. Chơi nó có ăn được tiền không anh em ạ. Những cái gì mà nó mới thì chúng ta phải hết sức bình tĩnh anh em nhé. Không đừng vội vàng đâu anh em ạ. Tại vì là game thì như anh em đã biết rồi đấy, xã hội bây giờ thì có rất là nhiều game ra mắt. Chúng ta mà muốn kiếm một tựa game mà nó uy tín để chơi thì nó cũng không phải dễ đâu anh em ạ. Ok nhá. Anh em lưu ý rằng là chúng ta mới là ví dụ như bây giờ đi, tôi là người mới đi thì tôi sẽ xem chứ tôi sẽ không cược nhá. Tại vì nếu mà bây giờ chúng tôi đặt cược thì nó cũng được thôi. Nhưng mà game nó mới ra thế này thì anh em cứ nạp tiền vào, nhưng mà đừng đừng có nhanh cược nhá. Chúng ta phải dành một thời gian dài dài để xem cầu xem là nó có nó có ok không. Nó ok thì mình sẽ chơi anh em nhá. Mình sẽ thử anh em ạ, thử nhá. Những cái gì mà nó mới thì chúng ta phải thử trước anh em nhá. Đấy, không phải là chúng ta mà tải luôn về là nạt luôn vài chục củ vào đấy anh em ạ, không không được như thế nhá. Đấy, đây là những gì mà nó mới mà mình luôn chia sẻ cho anh em đấy. Ok nhá. Có nghĩa là game đầu tiên, ván đầu tiên là mình đã ăn rồi anh em nhá. Rồi. Mình chỉ cược đúng một ván anh em ạ, chứ mình sẽ chờ thôi nhá, mình sẽ chờ cầu. Hay là hôm nay là mình sẽ không chờ cầu anh em nhỉ. Có nghĩa là mình sẽ vào tất cả những trò xem là có cái trò nào mà nó ok không đấy, để xem cầu nó có đẹp không đấy anh em nhá. Mình thấy là cầu nó cũng bình thường cả anh em nhá, cầu nó cũng bình thường cả thôi anh em ạ. Rồi. Anh em sẽ cùng chờ xem nhá. Lệ lệ này, chán chán này. Bên sóc đĩa này cầu nó đi lộn thế nhỉ, đi lộn xộn quá. Đi 2211 2211 2211 2211 3344. Những cầu này là những cầu mà rất là dễ thua anh em nhá. Chúng ta phải xem đi xem lại nhiều cầu chúng ta mình biết anh em ạ. Xem six ball trước anh em nhá. Đây là một cầu giảm dần anh em nhá. Tại sao mà nó giảm dần rất là thấp rồi mà nó không đi lên dần nhỉ? Đây là giống như một cái single mà nó báo hiệu rằng nó xác ra cổng bẹt anh em nhá. Nó xác đi cổng bẹt anh em ạ. Có phải chán không? Ú má thật, nó là lẻ được đấy. Đây là một cầu đi lên anh em nhá. Đây là một cầu đi lên thì rất có khả năng là sẽ đi xuống anh em nhá. Rồi, đây là một cầu đi lên thì khả năng đi xuống thì nó sẽ rất là cao. Nếu nó đi xuống thì kiểu gì kiểu nó vẫn sẽ đi cửa 5 và cửa 4 thôi anh em ạ. Chứ nó sẽ không thể đi mắc cửa 6 được anh em nhá. Rồi. Cái gì chúng ta làm chúng ta vẫn phải hết sức bình tĩnh anh em nhá, chứ không đừng vội vàng anh em ạ. Xem nào. Nó là đi cửa 1 được anh em nhá. Nó vẫn cố tình đi chen anh em ạ. Đó, xem nào. Mình sẽ chờ xem là ván này nó có về chán không anh em nhé. Nếu nó về chán thì chắc chắn là ván này nó sẽ về cửa 2 và cửa 6 nhiều nhất rồi. Còn nếu mà nó về cửa lẻ thì chắc chắn nó sẽ về cửa 1 và cửa 3 nhiều nhất rồi anh em nhé. Rồi, cái gì thì chúng ta vẫn phải có kết quả trước anh em ạ. Chứ chúng ta phải so sánh xem là nó có về đúng không anh em nhé. Ok, đúng là về cửa 1 anh em nhé. Rồi, mình sẽ nhảy ra cái trò này. Mình sẽ xem thứ hai là thẻ xỉu, thứ tư là thẻ xỉu nhé. Thẻ xỉu xem nó có ổn không anh em ạ. Đây là một cầu mà nó tác động với nhau anh em nhá. Những cầu này thì nó giống như một cái dây điện mà nó cũng cầu cũng khá đẹp anh em ạ. Đây là cầu lùi 321 lùi nhá. Đây là một cầu 42. Mình chờ xem là bên này nó có bị xỉu không nhá. Nó bị xỉu thì đây là một cầu 421 anh em nhá. Chờ xem thôi anh em ơi. Đúng là bị xỉu. Mình cảm thấy là cầu nó vẫn bình thường cả anh em nhá. Nó vẫn bình thường cả anh em ạ. Ok, mình sẽ bắt thử một ván anh em nhá. Anh em lưu ý rằng là chúng ta mới chơi game thì chúng ta phải thử. Cái gì cũng phải thử cả anh em ạ, không phải là vào phát là có tiền ngay đâu anh em nhá. Đấy, chứ mà chúng ta không thử thì chúng ta sẽ không biết là game nó uy tín hay không uy tín đâu. Nhiều khi chúng ta xem cầu nó rất là ok nhưng mà vào tiền thì nó sẽ không ok anh em nhá. Anh em phải lưu ý điều này đấy. Rồi, chúng ta sẽ chờ xem nào anh em nào. Á, ván này nó đi xỉu rồi anh em ạ, nó đi xỉu rồi. Đây là một xỉu 10 anh em nhá. Ở đây là cũng chẳng có dấu hiệu gì là nó ra game nào đâu. Cho nên là ván này chúng ta vẫn cứ cược tài nhá. Đấy, mình sẽ cược 2k. Cái gì phải thử trước anh em nhá, chứ vào lung tung là sẽ không ăn được đâu anh em ạ. Để chơi game là mình review đúng đúng cho anh em, không phải là mình nói phét đâu. Ok nhá.
Rồi, chờ xem nào anh em nào. Ok, có nghĩa là nó vẫn không bịt, nó vẫn ăn bình thường nhá. Rồi, mình sẽ chạy sang cái phòng này, mình sẽ xem cái trò siêu xe là cái trò cuối cùng là mình sẽ nghỉ anh em nhá. Ok anh em ạ. Siêu xe ở đâu nhỉ? Đây anh em nhá. Rồi, mình sẽ bật cầu để xem cầu nào. Cầu nó cũng ok anh em nhá, nó cũng ổn anh em ạ, nó cũng ổn. Ván này thì cái tỷ lệ mà nó ra hai con này nó cao hơn anh em nhá. Nó ra con này và con này nó cao hơn anh em ạ. Chờ thôi anh em ạ, tại vì là cầu nó ra cái gì về cái gì thì chúng ta phải chờ nhé, phải chờ mình biết anh em ạ. Để xem còn đúng không anh em nhá. À nó lại ra cửa này rồi. Nó ra ngược à? Rồi, nó ra cửa này thì xem nó có dấu hiệu gì không. Nếu nó ra cửa này thì cái tỷ lệ nó về cửa này rất là cao anh em nhá. Đấy, trên cái bảng mà lịch sử nó có thông báo rằng nó về cửa này và cửa này cao hơn. Nhưng mà cửa này cao hơn nhé. Cửa này hầu như là 80% rồi. Còn cửa này là 50% thôi anh em nhé. Còn phần trăm còn lại thì chắc chắn nó sẽ ra cửa cũ anh em ạ. Chờ anh em nhé. Chờ có phải đúng nhưng mà cửa mình nói này không anh em ạ. Chờ nhá. Ô sao mà lại ra cửa này được rồi. Rồi không sao anh em nhé. Mình sẽ nhảy ra anh em ạ. Đấy, tại vì cái gì thì chúng ta phải xem trước mới chơi sau anh em nhé. À, chứ không phải là vào phát là có tiền ngay đâu anh em nhé. À, những kiểu như thế thì rất là dễ bị toan anh em ạ. Rất là dễ toan. Ok nhá. Rồi. Cũng chẳng có dấu hiệu gì cả đâu. À ván này thì xem nào. 12%. Ván này thì nếu nó không về con thỏ thì nó sẽ về con. Nó sẽ về chim cung anh em nhá. Chờ xem nào anh em nào. Đúng luôn anh em nhá. Đúng luôn anh em ạ. Cầu nó vẫn bình thường cả anh em nhá. Không lối cầu, không... À, không say cái gì đâu anh em nhé. Vẫn bình thường, vẫn chơi được nha. Ok, những trò đẹp thì mình cũng đã review đến đây rồi anh em ạ. Mình sẽ dành một video ở sau để review lại cho anh em nhé. Ok anh em ơi, mình sẽ dừng video ở đây nhé.